Maria, mẹ đầy ân sủng. Anh chị em thân mến, hôm nay toàn thể hội thánh tôn vinh mẹ Maria, đấng tuyệt đẹp, Tota Pulchra, đấng đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ của con một ngày, đấng được gìn giữ khỏi mắc tội nguyên tổ, là đấng đầu tiên đã được con mẹ cứu chuộc. Nét đẹp cao cả của mẹ phản chiếu nét đẹp của Chúa Kitô, là bằng chứng cho tất cả mọi tín hữu về chiến thắng của ân sủng Thiên Chúa trên tội lỗi và sự chết. Tín điều mẹ Maria đầu thai vô nhiễm nguyên tội được Đức Chân Phước Pio thứ 9 Giáo Hoàng long trọng tuyên bố bằng sắc lệnh Ineffabilis Deus vào ngày lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội mùng 8 tháng 12 năm 1854 rằng: để vinh danh ba ngôi thánh thiện duy nhất, để tôn kính và hiển danh trinh nữ mẹ Thiên Chúa, để phấn khởi đức tin công giáo và phát triển Kitô giáo, bằng quyền bính của Chúa Giêsu Kitô của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và bằng thẩm quyền của mình, tôi tuyên xưng công bố và xác nhận rằng tín lý cho rằng rất thánh trinh nữ Maria ngay từ giây phút đầu thai của mình nhờ ân sủng cùng với đặc ân chuyên nhất của Thiên Chúa toàn năng và dựa vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc loài người đã được gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi tì vết của nguyên tội, là điều được Thiên Chúa mặc khải. Vì thế tất cả mọi tín hữu đều phải mạnh mẽ và liên lỉ tin tưởng như thế. Mầu nhiệm Đức Maria vô nhiễm nguyên tội nhắc nhớ chúng ta hai chân lý căn bản của đức tin, đó là tội nguyên tổ và nhất là sự chiến thắng của ơn Thánh Chúa trên tội này. Chiến thắng ấy được phản chiếu tuyệt vời nơi Đức Maria Chí Thánh. Chúng ta cảm thấy sự hiện diện của tội nguyên tổ quanh chúng ta và nhất là trong chúng ta. Kinh nghiệm về sự ác thật tỏ tường đến độ khơi lên trong chúng ta câu hỏi: sự ác ấy từ đâu mà tới? Các trang đầu tiên của sách Sáng Thế cho ta câu trả lời: Thiên Chúa không tạo nên sự chết, nhưng sự chết đã đi vào thế giới vì sự ghen tương của ma quỷ. Khi nổi loạn chống lại Thiên Chúa, ma quỷ đã lường gạt và lôi kéo con người theo chúng. Thiên Chúa hỏi Adam: ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng? Há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà ta cấm ngươi không được ăn ư? Thiên Chúa hỏi Eva: tại sao ngươi đã làm điều đó? Và Thiên Chúa phán bảo con rắn: bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu. Mi sẽ bò đi bằng bụng và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Đó là thảm kịch tự do mà Thiên Chúa chấp nhận đến cùng vì yêu thương. Nhưng Ngài hứa sẽ có một cười con, một phụ nữ đập dập đầu con rắn xưa. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa mưu duệ mi và mưu duệ người phụ nữ. Mưu duệ đó sẽ đập nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người. Nhìn vào Đức Maria vô nhiễm nguyên tội,
chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp cứu độ trần thế, vẻ đẹp của Thiên Chúa chiếu tỏa rạng ngời nơi tôn nhan Chúa Kitô. Nơi Mẹ Maria, vẻ đẹp này hoàn toàn tinh tuyển, khiêm tốn, được giải thoát khỏi mọi kiêu căng và tự phụ. Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ. Lời của Sứ Thần Gabriel, chúng ta không ngớt dâng lên Đức Mẹ nhiều lần trong ngày. Hôm nay chúng ta lặp lại với niềm vui khôn tả trong ngày lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Một mầu nhiệm cao cả. Chúng ta trình bày trong phụng vụ hôm nay. Một mầu nhiệm không ngừng thu hút sự chiêm niệm của các tín hữu và truyền cảm hứng cho sự suy tư của các nhà thần học. Đấng đầy ơn phúc. Đây là tên mà Thiên Chúa qua Sứ Thần muốn gọi Đức Trinh Nữ. Đó là cách Thiên Chúa đã nghĩ và nhìn đến từ trước muôn thuở. Trong bài Thánh Thi của thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô ca ngợi Thiên Chúa Cha vì Ngài đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Đức Kitô. Thiên Chúa đã gửi cho Đức Maria phúc lành thiêng liêng ấy. Mẹ là thực sự được chúc phúc hơn các người phụ nữ. Chúa Cha đã chọn mẹ trong Đức Giêsu Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ. Ngõ hầu, mẹ trở nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt người. Trong tình thương, người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với người qua Đức Giêsu Kitô. Tiền định của Đức Maria như tất cả chúng ta. Trong tương quan với tiền định của Chúa Con, Chúa Kitô là chồi non mọc lên để đạp dập đầu con rắn xưa theo sách sáng thế. Là con chiên không tỉ vết, tự hiến tế để cứu chuộc con người khỏi tội lỗi. Với tuyên đoán về cái chết cứu chuộc của Ngài, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ và mọi tội lỗi khác. Trong chiến thắng của Adam mới, đó cũng là của Eva mới, mẹ của những người đã được cứu chuộc. Do đó, Đức Maria vô nhiễm là một dấu chỉ niềm hy vọng cho tất cả chúng sinh, những người đã chiến thắng Satan nhờ máu của con chiên. Hôm nay, chúng ta chiêm ngưỡng người thôn nữ khiêm hạ Nazareth, thánh thiện và vô nhiễm trước nhan Thiên Chúa trong tình yêu. Tình yêu mà trong đó suối nguồn là chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhờ đó, Đức Maria được vô nhiễm nguyên tội và làm mẹ đấng cứu chuộc. Lạy Mẹ Maria, mẹ là người đầu tiên được cứu chuộc bởi con mẹ, được tham gia vào sự viên mãn rất thánh thiện của con mẹ, là niềm mơ ước và hy vọng của Hội Thánh, là hình ảnh cánh chung của giáo hội. Mẹ là trạng sư của chúng con, mẹ của vua hòa bình, đấng đạp đầu con rắn, xin phù giúp chúng con biết chống lại những cám dỗ của sự dữ. Xin mẹ làm sống lại trong chúng con đức tin, đức cậy và đức mến. Ngõ hầu trung thành với ơn gọi của mình, chúng con biết sống làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô bất chấp mọi hy sinh. Và như ngôi sao sáng, xin mẹ hướng dẫn
bước đường chúng con đến gặp Chúa Giêsu đang ngự đến. Amen.